là sư mình thấy nha, rất là nhã nhặn, có nghĩa là muốn cho ai cái gì ấy, cho một chai nước người nào cầm hai tay đưa đàng hoàng, là ai cũng vậy chứ không phải là mà muốn cho cái gì là cầm hai tay đó. Còn bây giờ mấy sư con nhỏ quá còn chưa biết học kinh học lực, không có học giáo lý gì hết, cho nên không có biết đường đâu mà đi đi nhị tu như tu mù không được. Cô giờ thuộc gì mấy cô dụ con gái người ta mà cạo đầu là cái tội nặng lắm đó, nó thuộc gì thì ma nữ tăng rồi. Sư Minh Tuệ ngồi thiền cũng quay, nửa đêm nửa hôm thì cũng quay, rồi lúc mà sư mà đi tắm cũng quay, rồi đi đi tiêu tiểu 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 thiện thì cũng quay chứ. Như vậy là cái ông sư này là ông cái hành vi ông không phải là một người để mà phát tâm để theo đi, nhưng mà theo gió theo giỏi Dạ, theo để mà này để theo hại sư Minh là Thư. dạ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì giờ hôm nay thì cũng có duyên gặp sư Diệp Ca Diệp Châu, đây là và tổ sư quý vị. Thì lời đầu tiên con kính kính sư dồi dào sức khỏe, sống trong an lạc. Thì hôm nay con nhờ sư luận giải cái vấn đề của hạnh tu của sư Minh Tuệ. Thì hạnh tu của sư Minh Tuệ bây giờ là rất là đẹp, rất là lan tỏa ra trong và ngoài nước sư. Mà bên cạnh đó thì từ chỗ đó có những cái đạo lạ gọi là đạo nhân quả, đã bữa ổng lợi sư Minh Tuệ rồi để in sách ra phát tờ rơi rồi, sư Minh Tuệ phát tay không chịu. Thì mấy hôm nay thì cái đạo này tập trung 30-40 người luôn, toàn là con thấy là phụ nữ xinh đẹp không ạ. Thường thường là người ta gọi là mấy yêu nhìn nhận á, lỡ bây giờ cũng phát sách rồi lấy từ trường gì của sư Minh Tuệ nữa, mấy người này các cô là như vậy, rồi xuống cấp mấy người phụ nữ nữa, dụ dỗ những phụ nữ mà trẻ mà hoàn cảnh khó khăn rồi đó. Ai như đạo Phật con nhờ thầy để luận giải cái đạo này gọi là tà đạo á. Ngày Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chứng minh trước thầy chúc cho các anh em sức khỏe được dồi dào bên YouTube, xin ơn và lý độ tất cả anh em. Bây giờ mình nghe mình làm sao để cho xã hội mình càng ngày càng tiến hóa. Thì bây giờ nổi lên bây giờ cả cộng đồng mạng bây giờ là như sư Minh Tuệ, là bây giờ cái tiếng của sư Minh Tuệ bây giờ chúng ta thấy nó sáng tỏ, nó phát huy, nó sáng tỏ cũng như một ánh sáng, một cái hào quang rực sáng ra rồi. Có nghĩa là cũng như cái bông nó qua nó thơm gì nó bay khắp, có nghĩa là bốn phương rồi. Có nghĩa là bây giờ tất cả trên cộng đồng mạng chúng ta thấy có cái số mà nữ à, sư Dạ. cô mà ni ni cô mà, Dạ. nhưng mà cũng xuất gia không biết ở đâu, Dạ đúng rồi đó. không biết đệ tử ai, Chùa thì không có thầy ơi. nhưng mà Chùa không online. rồi Chùa dạy tại chỗ rồi có nghĩa là tập trung, như có nghĩa là cho một cái nhóm vậy đó, Dạ là dạ. tập trung cái nhóm rồi mặc y rồi kia nọ, rồi bây giờ nó không có chỗ nương tựa là điều thứ nhất. Điều thứ hai là nhà nước ta không có công nhận. Điều thứ ba là giáo hội cũng không nhận, là vì gì tự mấy sư này không biết đệ tử của ai rồi tự mặc như vậy rồi không ai nhận hết trơn. Thì thấy có nghĩa là mình không có chỗ nào nương tựa. Giờ thấy sư Minh Tuệ nổi tiếng quá, có nghĩa là bây giờ chạy theo cái nhóm này, cái nhóm Nico này nè, Đạo nhân quả, tự xưng là đạo nhân quả. cái bắt đầu là nương tựa theo sư Minh Tuệ để gặp sư Minh Tuệ để nó nói sư Minh Tuệ để cho nên là làm đệ tử đi theo, cũng như là cái nhưng mà làm gì đó, nhưng mà làm lập cái phái riêng, Dạ, thấy riêng. làm cái phái riêng Dạ, nổi tiếng luôn là tự nhiên để lên. nổi tiếng lên, cũng như thấy sư Minh Tuệ nổi tiếng quá, nhưng mà mình nói ra rằng mình không làm được, bởi vì trong xã hội chúng ta thấy nhân thật là bất hư, cái Dạ. gì chân cái chân thật rồi thì mình làm cái gì cũng thật thôi. Cũng như sư Minh Tuệ đó, ông tu làm gì đó ai có này kia nọ, là ông cũng là đánh ổng cũng mô phở cũng không có gì đó, đánh ổng rồi rồi xong ổng hỏi chị chứ ngày đánh tôi xong chưa, ông kia nói tao đánh rồi đó, nói thôi ngày đánh tôi rồi tôi chúc cho ngài sức khỏe dồi dào, gia đình ngài hạnh phúc an vui, rồi A Di Đà Phật ngài đi. Như vậy chúng ta thấy cái sự nhẫn nhục của sư Minh Tuệ, chúng ta thấy là Dạ. cả một cái vấn đề lắm chứ không phải vậy,
ở ngoài thế gian này người ta lại nói thẳng mình chút là mình không chịu nổi rồi, đừng cái gì mà để đánh mình, mà phải là nhiều người vậy đó. Bây giờ không có người đó đánh ổng rồi, giờ cái ân hối hận đúng rồi đó thầy. Đánh rồi đó, đánh ổng rồi đó, từ khi chỉ bắt đầu về đó, mấy ngày sau thì đụng chuyện hết trong gia đình, ông vợ con đủ thứ hết, có nghe chuyện này chuyện kia cái nọ dồn dập tới vậy đó. Cái dầu ổng hổng không để mà là xin lỗi, để nhắn cái nên lời thơ để mình xin lỗi sư Minh Tuệ, không biết chừng nào gặp sư Minh Tuệ nha, để mình nhận cái lỗi đó, xin cái lỗi đó rồi sám hối nha, rồi sám hối lại cho ổng. Nhưng mà mình ở cái người chúng ta đó, khi mà mình làm những việc gì thì mình biết là cái hậu quả nó sẽ đến với mình. Nhưng mà sư Minh Tuệ quan hệ như vậy, nhưng mà tới long thành một phát là đâu có ai thấy không, cho nên cái mà mình người ta đâu có gì mà với mình, mà nó không lỡ mình đánh người ta như vậy thì mình có nghĩa là mình vô tâm quá, mình vô hội đạo đức quá, như vậy mình có nghĩa là không phải là con người với con người nha, không thấy không thương nhau, không giúp đỡ thì đâu còn đánh đâu chứ lớn. Nên là cái người trên tu rồi mình lại động tới đó thì mình đổ đi cái thuốc của mình. Rồi cái bây giờ cái băng mà mấy sư cô này đó, có nghĩa là mình thấy là nó muốn lập lên cái thái riêng rồi nó tôn dương lên, giờ không có chỗ nào nhà nước ta, nếu không có chỗ nơi không chùa thiện thôi là nhà nước thì dẹp đúng rồi, nhà nước ta đâu cho anh tu, không có cho anh thơ chỗ thì dẹp. Vậy bây giờ thấy vậy nương tựa theo đi kiếm đi lội ra đi tìm sư Minh Tuệ đó, nghe nói sư Minh Tuệ đó cho làm thì nhập vui làm đệ tử, sư Minh Tuệ đâu có chuyện nhận mấy đầu trước đem kinh sách là chưa em đâu ở gì đâu nhé, rồi bán đó cho dân. Sư Minh Tuệ lên tiếng là nó là không có được, cái này không phải của sư, mà cái này thì nếu mà tử chúng ta cẩn thận gia đình có mua cái gì đó, cái này không ai sẽ coi này chúng ta, cho nên sư không nhận. Tụi giờ nó lập cái phái nó tôn dương nhau, nó là cái mấy người đó mấy người ngồi xung quanh nghe có bài cái bà già đó hôm nay chắc 85 nơi đây à, bà ngồi trên cái ghế bà nói gì đó giảng gì đó làm gì là cấp chủ là xung quanh nó ngồi ở chỗ quỳ xung quanh vòng vòng nha. Nhưng mà thầy thấy đó là thầy không đúng với chánh pháp đó, mình không đúng với cái gì chân thật có thư, mình làm không đúng rồi thì có một ngày nào đây rồi nhà nước ta dẹp mình thôi, ta mời mình vô chỗ ấy rồi ta cũng vậy sư Minh Tuệ gì đó. Nhưng mà từ khi mà biết cái chân thật của sư Minh Tuệ rồi thì thôi anh em ta ủng hộ cho ta không giống, bởi vì cái thật chân thật rồi ngài, có nghĩa là ngài nó không có cái gì của ngài chứ, biểu nói ngài là ông thầy này ông kia nọ, ông tôi nè, tôi là người công dân của nhà nước Việt Nam rồi, tôi học theo cái hạnh của Đức Phật chỉ gì thôi, chứ tôi không có làm thầy ai, tôi con chứ không nói tôi nữa, xin con không à, con không làm thầy ai nữa. Nhưng mà rất là sư Minh Tuệ nha, rất là nhã nhặn, có nghĩa là muốn cho ai cái gì cho một chai nước người nào cầm hai tay đưa đàng hoàng, là ai cũng vậy chứ không phải là mà muốn cho cái gì là cầm hai tay, đó là cái sự kiêm tốn, cái sự của ngài, sự kiêm tốn đó. Và tất cả người này nói sư này kia nọ rồi không có tử học như sư bỏ qua là sư không có nghĩ nữa, có nghĩa là nói sư này kia nọ, sư của A Di Đà Phật có nói ai muốn đánh mình cũng được, ai muốn giết mình cũng được, không thấy thì nếu giết mình chết thì mà hết cái nghiệp, hết cái thân này, hết cái quả, không còn tu nữa, nếu còn thì sư cũng vẫn bước đi đứng dậy đi như nào đi hết nổi hơn nào chết thôi à, nó suy nghĩ vậy đó. Thì cái chân thật bất thư như vậy, cho nên có lẽ cái tiếng tâm dội quá. Rồi bây giờ á, cái mà mấy sư cô này á, mình phải đi về chùa, về nơi có nơi có chỗ, chứ mình không hành theo sư Minh Tuệ được đâu, vì có lẽ mỗi một người nó có cái hành nguyện khác nhau, cho nên mình nương tựa theo đó thì mình, một là mình để hại sư chơi chứ không phải là cung kính sư, hai á, là mình phá cái sự cái đường tu của sư Minh Tuệ. Cho nên mấy cái sư cô này đó mình hãy về một cái tỉnh xá nào đó, rồi mình phải có một vị thầy nào đó lớn tuổi đó, một gì đó mình nương tựa, mình xuất gia, mình quy y gì đó ở chùa tu đi. Rồi chừng nào mình khả năng mình có lớn rồi, mình khả năng mình thấy mình ở chùa không được, mình cứ muốn đi du hành như sư Minh Tuệ thì lúc đó đó mình đã cứng rồi, mình đã có nghĩa là con chim biết bay hết rồi thì mình đi được, mình làm được. Còn bây giờ mấy sư cô nhỏ quá, còn chưa biết học kinh, học lực, không có học giáo lý gì hết, cho nên không có biết đường đâu mà đi
đi nhị tu như tu mù không được. Dạ A Di Đà Phật, con cũng thỉnh xin một cái ý này là cái đạo này nè, lợi xin tại đó, để lấy cái từ trường đó, khi mà phát ngôn ở trên các anh em mà YouTube đó, để lấy từ trường rồi của sư minh tệ đó, lấy như là cái hậu quan của sư minh tệ đó để làm sáng tỏ cho cái đạo của mình. Và đó là ý thứ nhất. Cái ý thứ hai con hỏi sư một ý nữa là cái ý thứ hai đó là cái đạo này chuyên dụ cái con gái mà nhỏ nhỏ tuổi đó là sư lỡ cạo đầu, là nghe cái cô gái mà bị cạo đầu đó là sinh viên năm tư đã học giỏi nhưng mà vì cái hoàn cảnh rất là khó khăn đó, rồi đạo này mua chuột không biết làm sao, bây giờ gia đình đang tìm kiếm cô ta, bây giờ cô ta bây giờ mất liên lạc luôn rồi thầy, cái đạo này rất là nguy hiểm cho xã hội. A Di Đà Phật, con nhờ thầy lên tiếng ạ. A Di Đà Phật, nếu mà mấy cô mấy sư cô đó mà dụ một người con người ta chưa có đồng ý mà cho xuất gia mà tự mình cạo đầu á, nói gì cái giới lực của Phật á thì mình đã phạm. Giới lực thứ hai á, nói gì nhà nước á là mình có nghĩa là tội nặng lắm ạ. Nếu là lực nhà nước mà con người ta ta không chưa cho mình bắt người ta tự mình dụ dỗ người ta mà mình cạo đầu con người ta đem ra pháp lực mà là mấy người này có nghĩa là phải tội nặng chứ không phải tội nhẹ đâu. Cho nên có nghĩa mấy sư cô có nghĩa là phải tu, phải có cái phải cái niệm khởi, phải biết là giới lực của nhà nước và giới lực của trong đạo, hiến chương của trong đạo, chứ không phải mình muốn cạo là cạo, muốn con người ta mình cạo đầu gì nó thưa ra là mình phạm có tội, phạm tội nặng lắm mà nhà nước có bắt tội mình nặng lắm. Như vậy mấy sư cô không nương tựa mấy cô làm như vậy mấy cô để phá hoại cái đó là thuộc về ma tăng này. Mấy sư cô làm vậy là mấy cô thuộc về ma tăng này, theo phá đạo chứ không phải là theo hộ đạo đâu. Cái này gọi là ma nữ luôn đó. Cái này ma nữ rồi đó. Thì bây giờ mấy sư cô giờ mới lấy gì giờ phải về, trở về nơi nào chỗ nào đó phải có chùa chiền, phải có mấy sư, bên sư thì có mấy sư, còn bên Phật Bắc Tông mà giáo thì có giáo hội, chứ không có làm gì được, làm gì không đúng với cái hiến chương Phật giáo của Phật giáo và lực pháp của nhà nước không cho. Có nghĩa là mình như vậy là mình phạm cái tội đó, người ta không chịu nữa, không mình dụ dỗ người ta đi, không mà cha mẹ ta đồng ý thì mình cạo đầu người ta, cái điều đó là không được, tội nặng ra mấy cô đưa ra hành sự là mấy cô ở tù á. Cho nên mấy cô phải sáng suốt chúng nó đi, phải học giáo lý và làm. Còn nếu bây giờ mình không phải là cái mẫu đạo, mình không nên đập cái mẫu đạo. Một ngày gần đây là nhà nước ta kiểm con hết trơn rồi, ta bắt mình đi. Bây giờ là mấy cô muốn nổi lên như nổi thì nhà nước là ta nó cho cái là tự do tín ngưỡng, là người ta không có ấy, nhưng mà nó phạm cái gì là người ta hốt mình chứ không phải ta. Bây giờ nói là tất cả, nhưng bây giờ mình hành theo như sư tại nhiều người, nhiều mấy sư cô đó nhiều cô, mấy anh em YouTube hỏi thì tôi cũng đi hành khất này cũng lâu rồi là bao lâu mà lâu rồi, tại sao không ấy mình không giờ chạy theo qua bên đây. Như vậy thì mình có nghĩa là mấy cô bây giờ thuộc gì, mấy cô dụ con gái người ta mà cạo đầu là cái tội nặng lắm đó, nó thuộc gì thì ma nữ tăng rồi, mượn áo nhà sư để làm cái ma nữ đi vô phấy rối của hàng xuất gia hành đạo trên chân tu của người ta. Còn mấy vị mà mấy cô mà mấy gặp mà mấy vị mà không có chân tu á thì mấy cô không chị không có dễ gì đâu, cho nên nó khó lắm. Cho nên bây giờ mấy cô thời gian đừng có theo sư minh tệ nữa, mà cái băng này đi sư cô phải về kiếm một nơi một chỗ nào trụ để mình lo mà tu, để lo mà cho Phật tử nó cũng dường gì đó, để đem mình sống có nhân viên là tu học giáo lý cho nó căn bản, chứ không nên làm vậy. Hay gì được Phật thì con cũng nhờ sư được giải cái ý thứ hai. Thì ở trong mà mình không gọi là tăng đoàn, tại vì sư tệ nói là không có nhận đệ tử học trò thì mà không nhận là sư, thì nói là một công dân Việt Nam đó, tu làm theo lời của Phật thôi. Thì cũng có các sư huynh đệ của sư huynh tệ đi theo, thì trong đó sư thì có sư Bất Kiến, là đây là nội gián cái gì con không biết, nhưng mà đi theo mà tối sư huynh tệ mà ngồi thầy tỏ thầy cùng với các sư huynh trong đó, thì cái vị sư này đem điện thoại vô để quay rồi chụp hình đấy, mà trong khi đó là cái giới lực là không cho sử dụng điện thoại.
nhưng mà cái vị mà sư Phật Kiến này làm được cái điều đó có đúng như cái lực ở trong Phật giáo không ạ? Vì đạo Phật thì cái đó thì nó không có đúng như lực trong lực của cái lực Phật giáo á. Trong Phật giáo chúng ta thì mấy thầy ở tu ở chùa á thì được mấy thầy cho được quyền có xài có nghe là điện thoại, nhưng mà là bên sư Minh Tuệ á là sư đã tứ đại giai công là sư bỏ hết tất cả. Mà sư là ai mà muốn đi theo sư học với cái hạnh của Đức Phật á thì sư quan hỷ, sư không đuổi, sư cũng không có xuất gia. Nhưng mà có nhà tự thấy cái hạnh của sư là muốn đi theo là đi theo, chứ mà sư không có là thầy hết. Cho nên cái là sư cái nói mà sư nó nếu theo sư thì sư đã nói là tứ đại gia công bỏ hết tất cả thì đi theo, làm được thì đi theo, còn không làm được thôi chứ sư không ép đó. Cho nên còn cái sư mà mang mấy kiến đó thì đầu thì thầy thấy thì sư này là đi theo thì không phải là cái sự tu, thì thứ nhất là điều thứ hai là điều theo dõi cái hàng từng bước đường cho có hành đạo của sư Minh Tuệ. Dạ đúng rồi đó. Rồi có nghĩa là rồi bây giờ sư trong mình sư đã hai cái điện thoại, hai máy điện thoại rồi sư quay sư này kia, có lúc mà sư Minh Tuệ ngồi thiền cũng quay, nửa đêm nửa hôm thì cũng quay, rồi lúc mà sư mà đi tắm cũng quay. Đúng rồi. Rồi đi đi tiêu tiểu tiện thì cũng quay chứ. Như vậy là cái ông sư này là ông cái hành vi ông không phải là một người để mà phát tâm để theo đi, nhưng mà theo gió theo dõi. Dạ. Theo để mà này để hại sư Minh Thư. Dạ, rồi có nghĩa là sư này á có nghĩa là có một vị nào nội gián ở đâu, một vị đệ tử nào đó, thầy nào đó sai cho, có nghĩa đệ tử nội gián vô đó có gì chụp rồi quay rồi gửi về cho ông để ông kiểm. Như vậy ra ông sư này có nghĩa mình kiểm điểm lại là không phải là người phát tâm Bồ Đề để tu, mà cái người cái là nội gián để gài vô để mà kiếm những cái thế để hại sư Minh Tuệ. Nhưng mà cái người ta cái chân thật bất hư như sư Minh Tuệ ta tu chân thật rồi đó thì có lòng thần hộ pháp ta hộ cho nè. Mình muốn hại gì muốn làm gì cái lòng thần hộ pháp ta khiến hết rồi. Cho nên có bây giờ có kêu bằng lực sĩ. Dạ, ông đó lực sĩ á, ông đó là tay toán tú dữ lắm đó, đánh chắc đánh đài đồ đánh ôm những cái chức nặng đồ chứ. Nhưng mà bây giờ thì là đấy là lực sĩ Kim Cang đó, là bây giờ cái mặt ổng cũng như cái người Kim Cang, cái người ở hai cái ông Kim Cang ổng bác ở cửa chùa đó. Đúng rồi đó. Tại cho nó đúng là quay cái mặt ổng y chang luôn á. Rồi giờ ổng theo ổng hộ cho sư Minh Tuệ là ổng là hộ pháp đó. Cho nghe cho nên có nghĩa là mình làm gì phải là ổng biết rồi, ổng bây giờ biết rồi, ổng sư Minh Tuệ không đồng ý cho ông sư mang bất kiến để đi theo trong đoàn nữa thì gửi cho sư trở về. Thì coi trong đức tốt thì trong bữa 25 hay gì sáng 25 á là đưa trong đi về. Thì bây giờ cái nếu cái người chân thật bất hư cái gì mà không thật thì trong đó nó ló ra, thì nếu ở đó thì bây giờ sư Minh Tuệ thì ai đi theo ổng á thì có nghĩa là tự mình cạo đầu quá chứ sư không có cạo nha. Rồi mấy người ở nhà đó rồi coi trên điện thoại đồ nào đó thấy sư Minh Tuệ gì rồi tự nhiên phát tâm, thấy cho cái đời này là rất khổ, cho nên cái khổ này đó chúng ta không thể nào mà giải quyết cho hết cái khổ đâu. Khổ có nghĩa là chồng khổ rồi thì khổ bắt cái khổ được. Cho nên cái nghĩa là sư Minh Tuệ thấy cái khổ đó mà sư đã bỏ hết tất cả, sư đã đi tìm cái chân đạo của đạo Phật mà chỉ trong cái 13 hành đầu đà này là khó làm, hạnh ăn xin nè, hạnh nghe chuyện nhẫn nhục nè, hạnh có nghĩa bị người ta khi dễ nè, hạnh có nghĩa bị người ta có nghĩa là cái đôi khi không có phước người ta đánh đập nè, hoặc hạnh đó có nghĩa là mình gác mà có người mình vượt qua được thì mới đạt được hạnh chính quả của mình. Cho nên sư Minh Tuệ cũng chịu 6 năm nay là cũng chịu dữ lắm rồi đó, nhưng mà bây giờ đến mức này là có nghĩa là muốn thành tựu rồi. Nhưng mà khi muốn chừng thành tựu chừng nào á thì cái quả báo nó còn thảo hung dễ nữa đó. Từ đây mà trở tới ngày mà thành chính quả chính giác rồi đó, đây có khảo còn nhiều nữa đó, đây còn đường đi nữa đây. Mà nếu sư Minh Tuệ và các anh em mà Kim Cang rồi hộ mạng đâu đó, anh em mà bên võ sĩ rồi đó bảo vệ cho sư được đến thành tựu, đến cái ngày tu được thành chính quả Bồ Đề, điều đó là rất là quý.
Còn bây giờ có nghĩa là trên bước đường hành đạo này rất là càng khổ dữ lắm, càng có nghĩa nó dây quanh sư, có nghĩa từ đây tới để... bây giờ sư có nghĩa là muốn tìm cái nơi nào á, sư ẩn đi, đừng cho ai biết nữa, tu đi để cho nó phát vậy lên chứ, tại vì nếu sư là sư đi càng đi như vậy nó càng nó theo biết sư có cái sự sức khỏe mà để đạt thành cho tới ý nguyện của mình đó. Cho nên bây giờ là toàn thể quý Phật tử bây giờ theo xe cộ đội giờ công an anh em ta cũng sắp xếp giao thông cũng được để cho sư ra hành đạo. Cộng đồng mạng nam nữ chúng ta cũng phải ủng hộ trên bước đường hành trang cho sư. Vậy là thầy chúc cho toàn thể anh em mà kim cang đó đã đi theo sư Minh Tệ phải cẩn thận và phải con mắt phải lanh lẹ chú ý, để coi có người nào mà muốn hại sư thì mình có tế độ ra tay để mình ngăn chặn lại được. Và nam nữ Phật tử chúng ta phải cẩn thận, là mấy người nữ, nhất là mấy người nữ mà đi cẩn thận gần thầy nó nguy hiểm, là nó kiếm chuyện có nhiều người nó gài vô rồi đôi khi nó thấy chuyện nọ đó, nó quay phim là hại cái đó mình hại sư. Nhưng đôi khi không mấy Phật tử nữ nó thấy sư vậy cái chạy lại gần để mà chụp hình được như nọ, cái đó nó có không có nên. Không nên là đôi khi mình gần cái kiến sư quá rồi đụng này kia nọ cái đó, rồi người ta quay hòa mạng quay phim nên không biết nó đưa lên nó làm cho sư khổ. Vậy mới tất cả Phật tử chúng ta phải giữ cái trang nghiêm cách sư chừng năm mười thước cho nó đông trang nghiêm, người nào cúng có người nói nào vậy. Anh em ra gia mà được pháp nhà nước ta cũng tôn trọng những người tự do hành đạo, tự anh em mạng cộng đồng mạng chúng ta đi theo quay á, thì phải cái gì của sư thì mình đâu đàng hoàng cho để cho sư để an tâm để thi tu. Chúc cho toàn thể anh em YouTube gần xa và tất cả quý Phật tử nam nữ gần xa, có nghĩa là mình phải giữ cho giữ giới cho thanh tịnh, bởi vì giữ giới thanh tịnh thì chư thần tự hộ mạng. Cho nên sư đang giữ giới thì mình đừng cho làm cho sư phải phạm vào cái giới. A Di Đà Phật.